Và sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Tổng thống Trump xác nhận chiến dịch bố ráp trục xuất di dân lậu sẽ bắt đầu vào cuối tuần này tại 10 thành phố. Tổng thống Donald Trump xác nhận là cơ quan thực thi di trú và hải quan gọi tắt là ICE sẽ bắt đầu chiến dịch bố ráp và trục xuất di dân bất hợp pháp vào cuối tuần này tại 10 thành phố trên toàn quốc. Tổng thống cho biết là ông không ngại về việc tin này đã bị tiết lộ và khẳng định chiến dịch lần này không phải là điều gì bí mật cả. Trả lời các phóng viên vào hôm thứ Sáu tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump nói là nếu tin này lộ ra ngoài thì cứ để cho nó lộ. Chúng tôi sẽ tập trung bắt giữ những kẻ tội phạm nhiều nhất một cách có thể. Tờ The Times dẫn lời các quan chức cho hay là ít nhất 2.000 gia đình di dân lậu đã bị tòa ra lệnh trục xuất sẽ bị nhắm mục tiêu trong chiến dịch bố ráp lần này. 10 thành phố đã được nêu danh trong kế hoạch bố ráp lần trước nhưng sau đó bị hoãn, bao gồm Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, Miami, New Orleans, New York và San Francisco. Thế nhưng một nguồn tin của đài NBC News tiết lộ là hai trong số những thành phố này có thể sẽ được thay đổi. Thị trưởng của một số thành phố trong danh sách vừa kể đã từng tuyên bố là họ sẽ không hợp tác với ICE trong chiến dịch bố ráp. Nhiều nhóm hoạt động cũng đã thông báo với các di dân về những quyền của họ trong trường hợp bị bắt. Các luật sư của Liên minh Dân quyền ACLU nói rằng mọi người dân nên biết rằng ai cũng có những quyền căn bản cho dù tình trạng di trú của họ là gì đi nữa. Họ không cần phải cho phép các nhân viên của ICE vào nhà trừ khi những nhân viên này có trát tòa và hiếm khi nào ICE có những trát tòa này. ACLU cũng đã đệ đơn kiện chính quyền của Tổng thống Trump về chiến dịch bố ráp. Đơn kiện lập luận rằng theo hiến pháp, chính quyền phải đưa những gia đình di dân bất hợp pháp ra tòa di trú để họ ít nhất còn có một cơ hội trình bày hoàn cảnh của mình với quan tòa trước khi bị trục xuất. New Orleans chuẩn bị đón bão Barry và sẽ không bị bố ráp di dân lậu. Thị trưởng thành phố New Orleans bà LaToya Cantrell đã cảnh báo công chúng chuẩn bị đối phó với những trận mưa lớn từ cơn bão Barry mà theo dự báo sẽ như trút nước trong ngày hôm nay. Cơn bão được dự báo sẽ mang đến 25 inches nước mưa ở nhiều nơi, có nguy cơ gây lũ lụt nghiêm trọng tại khu vực dọc theo sông Mississippi. Dân chúng tại một số nơi đã được lệnh di tản. Theo dự báo của Trung tâm Bão Quốc gia, cơn bão Barry với sức gió tối đa 65 dặm một giờ hôm thứ Sáu có khả năng sẽ mạnh lên thành hurricane với sức gió ít nhất là 74 dặm một giờ khi ập xuống bờ biển miền Trung Louisiana trong ngày hôm nay. Cơn bão sẽ nâng mực nước chảy vào hạ lưu sông Mississippi, đoạn chảy qua trung tâm New Orleans, lên đến mức cao 19 feet, là mức cao nhất kể từ năm 1950 và gần chạm đến mặt bờ đê bảo vệ thành phố. Hôm thứ Năm, Tổng thống Donald Trump đã ban bố tình trạng thảm họa quốc gia, theo đề nghị của Thống đốc tiểu bang Louisiana John Bel Edwards, nhằm cho phép các cơ quan liên bang điều động các nguồn lực cần thiết để thực hiện các hoạt động cứu trợ khẩn cấp. Bộ Nội an cũng thông báo sẽ tạm ngừng các hoạt động bố ráp di dân lậu tại những khu vực đã được ban bố tình trạng khẩn cấp. Theo đó, cơ quan thực thi di trú và hải quan ICE sẽ không nhắm vào các gia đình di dân đang di tản tránh bão trong chiến dịch bố ráp và trục xuất di dân lậu trên toàn quốc vào cuối tuần này. Hạ viện thông qua dự luật quốc phòng cấm Tổng thống Trump không được tự ý tấn công Iran. Hạ viện của Hoa Kỳ đã phê chuẩn dự luật chính sách quốc phòng trị giá 733 tỷ Mỹ Kim bất chấp lời đe dọa sẽ phủ quyết của Tổng thống Donald Trump. Dự luật mang tên là National Defense Authorization Act, gọi tắt là NDAA 2020, được thông qua với tỷ lệ 220 phiếu thuận trên 197 phiếu chống, trong đó không có dân biểu đảng Cộng hòa nào bỏ phiếu thuận. Dự luật này có một số điều khoản đã khiến cho Tổng thống Donald Trump tức giận, bao gồm việc phân bổ ít hơn 17 tỷ Mỹ Kim cho quân đội so với con số mà ông Trump mong muốn và từ chối những khoản tiền tài trợ cho dự án xây bức tường biên giới với Mexico. Đặc biệt, dự luật có một điều khoản sửa đổi nhằm cấm chính quyền của Tổng thống Trump không được phép sử dụng bất cứ ngân quỹ liên bang nào hay quân đội để tấn công Iran trừ phi đã được Quốc hội phê chuẩn trước. Tuy nhiên, dự luật không cấm Tổng thống có hành động đáp trả trong trường hợp nước Mỹ bị tấn công. Điều khoản này đã được 27 dân biểu đảng Cộng hòa cùng với phe Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ. Dự luật vẫn còn vài bước để trở thành đạo luật thật sự. Trong những tháng tới, các nhà lập pháp phải đưa ra một phiên bản thỏa hiệp giữa phiên bản được Hạ viện thông qua và phiên bản được Thượng viện phê chuẩn trước đó. Có một số khác biệt chính yếu giữa hai phiên bản này. Dự luật của Thượng viện cung cấp 750 tỷ Mỹ Kim cho Bộ Quốc phòng và không bao gồm một số điều khoản hạn chế quyền lực của Tổng thống Trump trong việc chuyển các quỹ quân sự để sử dụng trong việc xây dựng bức tường hoặc là triển khai quân đội làm việc ở vùng biên giới. Dự luật thỏa hiệp giữa lưỡng viện Quốc hội sau đó còn cần phải được Tổng thống Trump ký ban hành thì mới trở thành đạo luật. Nam danh ca R. Kelly đã ra tòa ở Chicago vào hôm thứ Sáu và đã bị chính thức truy tố nhiều tội liên bang vì những hoạt động mua bán tình dục và buôn người trong suốt 20 năm qua. R. Kelly bị cáo buộc 5 tội, trong đó có 2 tội danh liên quan đến trẻ em là văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em và dụ dỗ trẻ vị thành niên tham gia các hoạt động tình dục bất hợp pháp.
Ngoài ra, đương sự còn phải đối mặt với bản cáo trạng liên bang gồm 13 tội danh, trong đó có tội phạm tình dục và cản trở công lý. Cụ thể, R. Kelly bị cáo buộc đã trả hàng trăm ngàn Mỹ Kim cho một nạn nhân để cô ta nói dối, không nhận mình chính là thiếu nữ vị thành niên đã có quan hệ tình dục với R. Kelly trong một đoạn video clip năm 2008. Cáo trạng nêu rõ, R. Kelly và người quản lý của ông ta là Daryl McDavid đã hăm dọa, tống tiền và gây áp lực buộc nạn nhân và cha mẹ của cô bé phải ngụy tạo các báo cáo của cảnh sát và khai man trước bồi thẩm đoàn. Cũng theo cáo trạng, hai bị cáo đã sắp xếp để cô bé và cha mẹ của cô đi du lịch ra nước ngoài để các nhà điều tra không thể liên lạc được với họ. Luật sư đại diện của R. Kelly cho biết những cáo buộc này chẳng có gì là mới và ông hy vọng thân chủ của mình sẽ được cho đóng tiền bảo lãnh tại ngoại trong phiên tòa vào tuần tới. Đây là lần thứ hai R. Kelly bị bắt ở Chicago trong năm nay vì các cáo buộc tình dục. Trước đó hồi tháng 2, ông ta đã bị bắt vì 10 tội danh liên quan đến 4 phụ nữ và 3 trong số đó là trẻ vị thành niên. Đến ngày 30 tháng 5, công tố viện tiếp tục bổ sung thêm 11 tội danh cũng liên quan đến tình dục. Nếu bị kết tội thì đương sự có thể phải đối mặt với án tù lên đến 30 năm. Mazda thu hồi xe vì lỗi nhu liệu khiến cho xe đột ngột chết máy giữa đường. Hãng Mazda thông báo thu hồi hơn 260.000 xe Mazda 3, Mazda 6 và CX-5 do một lỗi nhu liệu có thể khiến cho xe chết máy đột ngột khi đang chạy giữa đường. Cơ quan Quản trị An toàn Giao thông Xa lộ Quốc gia NHTSA cho biết, nhu liệu điều khiển động cơ của những chiếc xe này có thể tạm thời ngắt 2 trong tổng số 4 xi lanh để tiết kiệm nhiên liệu. Khi 2 xi lanh này được kích hoạt trở lại, lỗi nhu liệu có thể khiến một bộ phận của động cơ mất kết nối với những bộ phận khác, từ đó khiến cho động cơ bị giật hoặc là dừng đột ngột khi xe đang chạy, khiến tài xế bị mất quyền kiểm soát chiếc xe, dễ gây ra tai nạn. Đèn check engine có thể sẽ bật sáng lên trên bảng đồng hồ. Mazda cho hay là họ chưa nhận được bất cứ thông báo nào về trường hợp tai nạn hay chấn thương liên quan tới lỗi này. Những xe cần được thu hồi lần này là Mazda CX-5 đời 2018 tới 2019, được sản xuất trong thời gian từ ngày 3 tháng 10 năm 2017 tới ngày 23 tháng 4 năm 2019, Mazda 6 đời 2018 tới 2019, sản xuất từ ngày 15 tháng Giêng năm 2018 đến ngày 22 tháng 4 năm 2019 và Mazda 3 2019, cả loại sedan lẫn loại hatchback, được sản xuất từ ngày 25 tháng 9 năm 2018 tới ngày 11 tháng 5 năm 2019. Các chủ xe sẽ được Mazda gửi thông báo trước ngày 26 tháng 8 để mang xe đến cập nhật lại nhu liệu. Việc sửa chữa sẽ được hoàn toàn miễn phí. Mẹ của thiếu nữ liếm dụng cụ y tế trong phòng khám bệnh ở Florida bị bắt. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội chiếu cảnh một cô gái trẻ thản nhiên rút que đè lưỡi trong hộp trên bàn trong một phòng khám bệnh, liếm nó rồi sau đó bỏ vào hộp, đậy nắp lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đoạn video được đăng lên Snapchat và sau đó lan truyền trên Facebook với tiêu đề "Don't tell me how to live my life", đừng dạy tôi cách sống. Gương mặt cô bé trong video đã được làm mờ và danh tính của cô cũng không được tiết lộ. Sự việc được cho là xảy ra tại phòng khám All About Kids and Families Medical Center ở thành phố Jacksonville, tiểu bang Florida. Giới hữu trách đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Cô Corey Ward, 30 tuổi, cư dân thành phố Jacksonville, tiểu bang Florida đã bị bắt vào hôm 11 tháng 7 với cáo buộc tội phá hoại các sản phẩm tiêu thụ, không đếm xỉa gì đến nguy cơ thương vong cho người khác. Đây là một tội hình ở Florida. Cô Ward không được cho đóng tiền bảo lãnh tại ngoại. Xin được nói rõ, cô Ward không phải là cô gái đã liếm những que đè lưỡi trong đoạn video mà là mẹ của đương sự. Thế nhưng cô chính là người đã quay video về việc làm của con gái mình rồi đưa lên mạng. Cô đã lên tiếng xin lỗi công chúng. Phòng khám All About Kids and Families Medical Center xác nhận con gái cô Ward chính là bệnh nhân của họ. Phòng khám cũng cho biết sau khi biết tin, họ đã ngay lập tức loại bỏ hộp vật dụng y tế bị liếm và tổng vệ sinh toàn bộ cơ sở. Trò thách nhau liếm các đồ vật ở nơi công cộng đang trở thành trào lưu hiện nay trong giới trẻ. Hồi tuần trước, một cô gái ở Lufkin, Texas đã liếm một hộp kem rồi đặt trở lại trong tủ lạnh của một tiệm Walmart. Cảnh sát cho biết đã xác minh được danh tính của cô này và đương sự có thể phải nộp phạt hàng ngàn Mỹ Kim, thậm chí là phải ngồi tù. Sang qua các bản tin địa phương tại miền Nam California, vụ bà cảnh sát trưởng bỏ quên súng trong nhà vệ sinh của một tiệm ăn, kẻ lấy súng đã ra trình diện. Trưởng ty cảnh sát San Luis Obispo đã nhận được lại khẩu súng
bỏ quên trong nhà vệ sinh của một tiệm El Pollo Loco sau khi một người đàn ông nhặt được đã mang nó trả lại. Thông cáo của tia cảnh sát San Luis Obispo cho hay là Skeeter Carlos Mangan, 30 tuổi, cư dân của thành phố Los Osos, đã lấy đi khẩu súng mà bà cảnh sát trưởng tên là Dina Cantrell bỏ quên. Em rể của đương sự đã gọi điện báo cho cảnh sát, nói rằng Mangan đang giữ khẩu súng và rằng anh ta sẽ đưa Mangan đến đồn cảnh sát để trả nó lại. Khi cả hai đến nơi, các cảnh sát đã kiểm tra để chứng thực đây đúng là khẩu súng bị mất của bà cảnh sát trưởng. Các nhà điều tra sau đó cũng đã thẩm vấn anh Mangan về vụ này. Hôm thứ Tư, bà cảnh sát trưởng Dina Cantrell đã thừa nhận và xin lỗi công chúng vì đã tháo súng ra khi đi vệ sinh tại nhà hàng El Pollo Loco và đã bỏ quên nó ở đó. Đến khi sực nhớ và quay lại chỉ vài phút sau thì khẩu súng đã biến mất. Sau khi kiểm tra camera an ninh của tiệm, cảnh sát thấy là có 3 người đã vào nhà vệ sinh sau bà Cantrell. Trong đó, người đàn ông đầu tiên là khả nghi hơn cả vì đương sự đã vội vã bỏ ra khỏi nhà hàng mà chưa kịp order thức ăn. Hai người kia thì vẫn có mặt tại hiện trường khi cảnh sát đến nơi. Giới hữu trách đã công bố hình ảnh của nghi can và kêu gọi công chúng giúp truy tìm. Và đó là tin Hoa Kỳ cũng như là tin địa phương. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với những bản tin đến từ Việt Nam. Xin kính mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.